Yo yo. Anh Sô vừa to trong tiếng nói như ngoài hình thể và bắt đầu quay hai bạn bị nắp với một bên. Ok, chúng ta sẽ đến với rapper đầu tiên chúng ta với một ca khúc có vẻ như sẽ động lại chúng ta một vài suy nghĩ. Xin mời John Deezer với Trăng Rỡ. Yeah, make some noise man, come on. Cho xin một cái microphone nữa. Chỉnh cái cây nó lên cao đi, chứ đỡ dính cái đầu bát mất kẹt tôi biết. Đẩy cây lên. Hả? Đẩy được. Được mà, bố thấy đẩy được. Khởi khởi, đẩy cái cây này lên đi khởi. Đẩy cái cây này lên đi, chứ khởi này dính đầu bát rồi. Ba má cố lên thành phố, ông phải chửi 100 vì sợ rằng con mình khổ. Chưa thì chửi đi cứ đi, khoác ba lô lên tàu. Tới cái nơi hối hả thì ngã muôn trang muôn màu. Vẫn cứ đi vẫn cứ suy, mong đời mình sáng trang. Kiếm nhiều tiền còn nghĩ suy để ông bà an nhà. Muốn gia đình thành gì, cái thành công trong sự nghiệp. Được bạn bè kính trọng thay cho những lời cực kỳ. Sớm nghe mệt lạ vất vả thì tìm việc. Thứ nhất là trong các thang điểm đó, thì anh sẽ cho em cao điểm nhất là phần nội dung. Anh rất thích nội dung bài của các em. Về flow, về skill các em ổn định. Nhưng mà về khả năng diễn xuất thì có vẻ là lần đầu các bạn đứng trên sân khấu hay sau đó. Cho nên là các bạn diễn không được. Anh hy vọng là các bạn sẽ làm tốt hơn. Hy vọng là vậy. Yeah, yeah.